thì Ngọc Lan đang ngồi ở trong nhà hàng Yamato Japanese Steakhouse and Sushi Bar của một người chủ nhân là Việt Nam, và tình cờ Ngọc Lan được giới thiệu thôi. Đó là anh Huấn. Xin chào anh Huấn. Dạ chào chị. Nhà hàng này của mình mở được bao lâu rồi anh? Dạ mở cũng được 17 năm rồi, 2003. 17 năm qua thì cái chuyện kinh doanh nhà hàng mà món ăn Nhật như thế này á, thì nó phát triển như thế nào anh? Dạ cũng bình thường thôi, dạ cũng giống mọi nhà hàng khác thôi. Dạ, lúc này lúc kia. Dạ. Có lúc này lúc kia. Dạ. Và trong cái lúc mà thời Covid thì sao? Thời Covid thì cũng không đi nổi, cũng không đi nổi, nhà hàng cũng làm ăn cũng được mấy cái tiền silver check và các con ra ăn dữ lắm. Dạ. Là một người Việt Nam thường á thì người ta mở nhà hàng chuyên về món Việt. Dạ. Còn anh thì chọn nhà hàng mà Japanese như vậy. Dạ. Thì nó có cái có khó khăn gì không ạ? Dạ cũng không có khó khăn, tại em không biết đồ ăn Việt Nam, em không mở nhà hàng Việt Nam được. Mà tại vì em quen về cái nhà hàng Nhật rồi, tại vì từ nhỏ tới lớn em quen với mấy người Nhật đó, rồi người ta chỉ cho làm kia. Dạ, cho nên đành về đồ Nhật thôi. Khách đến đây thường á thì người ta sẽ vào nhà hàng này thì người ta ăn nhiều nhất là món gì ạ? Teppanyaki là nấu ở ngoài. Dạ, nấu biểu diễn ở ngoài thì người ta nhiều hơn. Why your camera so big? No camera phone? It's gonna be on TV. Oh, on TV? Yes. Teppanyaki mà ông chủ nhà hàng nói đến là nghệ thuật trình diễn trực tiếp quá trình chế biến món ăn trên chảo bằng gang hay thép, đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của người Nhật. Phong cách ẩm thực này giúp thực khách vừa dùng bữa vừa xem đầu bếp biểu diễn các món ăn được chế biến bằng một số kỹ năng như là tung hứng thức ăn, thổi lửa, múa dao rất điệu nghệ. Teppanyaki là từ được nối ghép bởi chữ teppan có nghĩa là tấm gang hay thép, được dùng như chiếc chảo để xào nấu, và yaki nghĩa là kỹ thuật nấu nướng. Quý vị vừa nhìn thấy một người đầu bếp ngay tại quán Yamato nấu ăn ngay tại bàn. Ngọc Lan nhìn nội cái trứng mà họ thảy lên để mà họ làm y như là một diễn viên xiếc vậy đó. Họ đang thắc mắc là không biết là họ mất bao nhiêu lâu để mà tập được như vậy. Tự nhiên nhìn họ làm vậy là mình về mình thử, mình lấy cái vá rồi mình thảy cái trứng là mình làm được, thử coi nó làm sao. Thì bao giờ cũng vậy, ở những cái quán mà họ nấu ăn ngay tại bàn như vậy thì người đầu bếp họ luôn có những cái chiêu, những cái động tác của họ mà nó cuốn hút cái người thực khách. Mà thường hồi xưa giờ những cái chỗ mà Ngọc Lan đã ăn như vậy á, thật sự á, cái phần biểu diễn nó nhiều hơn, đôi khi món ăn nó không có ngon đâu. Nhưng mà bây giờ thử coi món ăn ở đây có ngon hay không. All right, cameraman. All right, new lady. Thank you. Khi thực khách gọi món, người đầu bếp sẽ chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu và đặt trên chiếc chảo có bề mặt rộng để nấu nướng. Từ các món ăn đơn giản cho đến các món ăn cầu kỳ cũng sẽ được các đầu bếp thực hiện theo phong cách teppanyaki. Bạn sẽ nhìn thấy những kỹ thuật biểu diễn teppanyaki cơ bản sẽ là kỹ thuật tung hứng nguyên liệu, kỹ thuật biểu diễn dao, kỹ thuật biểu diễn nĩa, kỹ thuật biểu diễn xẻng, kỹ thuật biểu diễn ống tiêu và kỹ thuật biểu diễn lửa. Bước vào một nhà hàng teppanyaki, điều đầu tiên khiến bạn thích thú có thể là bầu không khí nhộn nhịp và âm thanh hỗn hợp lách cách của những cái xẻng và tiếng xèo xèo liên tục phát ra từ thức ăn nằm trên chảo. Với màn trình diễn ấn tượng, từ việc cắt nguyên liệu bằng xẻng một cách nhanh gọn đến tung hứng thức ăn đầy chính xác. Và khi gia vị bắt đầu được nêm nếm, cũng là lúc mùi hương lan tỏa ngào ngạt khiến bạn cồn cào không yên.
Có người nói rằng Thabayaki là bữa tiệc của năm giác quan. Bởi vì như quý vị nhìn thấy, Thabayaki phục vụ theo hình thức thực khách ngồi quanh bàn. Đầu bếp sẽ đứng bên trong và trực tiếp biểu diễn quá trình chế biến các món ăn. Phải thừa nhận rằng người đứng bếp Thabayaki là một nghệ nhân trong nghề, khi họ cắt thái nguyên liệu bằng xẻng vô cùng nhanh, tung hứng nguyên liệu cực kỳ chính xác, điều khiển ngọn lửa bùng cháy lên rồi tắt thật lẹ. Do đó, có thể nói thưởng thức Thabayaki là bữa tiệc của năm giác quan. Khi thực khách được chứng kiến nghệ thuật trình diễn nấu nướng điêu luyện của đầu bếp bằng mắt, lắng nghe âm thanh xèo xèo, tiếng xẻng chạm trên mặt bếp rộn ràng bằng tay, rồi hít hà hương thơm món ăn bằng mũi, trực tiếp cảm nhận độ ấm nóng của đĩa thức ăn bằng tay và trực tiếp nếm thử hương vị thơm ngọt từ món ăn bằng đùi bếp. Một trải nghiệm mà chỉ có Thabayaki mới đáp ứng được. Rớt rồi. Ra là dù rất điêu luyện, nhưng đôi khi đầu bếp cũng bị tổ trát trong lúc tung hứng. Nhưng không sao, bởi điều này không làm ảnh hưởng đến chất lượng của món ăn. Trái lại, càng tạo cho thực khách có những trận cười vang giòn giã. Các món ăn Thabayaki thường bao gồm các nguyên liệu tươi và gia vị như là mì xào hoặc cơm chiên trứng, rau thái nhỏ gồm có bông cải, cà rốt, nấm rơm, mướp, hành tây. Thịt thì có thịt bò, thịt gà, thịt heo, hải sản, sò điệp, tôm hùm, tôm jumbo. Và gia vị thì có nước tương hoặc là giấm đỏ, muối, tỏi, bơ, dầu. Các nguyên liệu này cũng có thể tùy theo sở thích của thực khách. Thabayaki kiểu phương Tây thì thường sử dụng thịt bò, sò điệp, thịt gà, tôm và rau. Dầu đậu nành cũng được sử dụng khi nấu ăn. Mặt khác, Thabayaki kiểu Nhật thì lại thường sử dụng yakisoba, bắp cải và thịt hoặc hải sản thái lát. Họ cũng có thể sử dụng dầu thực vật hoặc là mỡ động vật hoặc thậm chí kết hợp cả hai. Quý vị nhìn cái cách của người đầu bếp nấu ngay tại bàn đó, như Ngọc Lan nói, không khác gì một nghệ sĩ biểu diễn như vậy. Nhìn từ cái cách mà anh rút con dao ra xong rồi để lên, để vuốt cái trái chanh lên cho nó chảy cái nước xuống trong từng món ăn, sau đó lại quay con dao, để lao con dao rồi quay như thế nào để đút vào. Mỗi cái động tác đó của anh nó lặp lại đều y chang như nhau hết, có nghĩa là rất là uyển chuyển. Rồi trong cái từng cái cách mà trải thức ăn lên, rồi rắc cái gia vị nó lên làm sao, mỗi một thứ có vẻ là đã tập rất là nhuần nhuyễn, mà làm với một cái thái độ, với một cái phong thái rất là nghệ sĩ. Thì cái điều đó là cái điều mà Ngọc Lan nghĩ là mình phải học đó. Nhưng mà dù sao thì cũng đang chờ thử thôi. Cái món của Ngọc Lan á, không nhớ tên gì nữa, bởi vì là chủ tiệm kêu giùm thì thấy là có tôm, có scallop, rồi có rau củ cùng với lại cơm chiên. Thì sau khi ăn xong thì Ngọc Lan sẽ có cái nhận xét thử coi là cái món ăn ở đây nó có ngon hơn ở những cái nơi mà đầu bếp luôn luôn biểu diễn như vậy hay không. Theo nhiều tư liệu ghi chép lại thì bếp Thabayaki chính là phát minh của người Tây Ban Nha vào thế kỷ 15. Vào thời đó, với ngành vận tải tàu biển phát triển thì người Tây Ban Nha đi xâm chiếm nhiều nước trên thế giới. Khi những người thủy thủ lên đêm dài ngày trên biển, họ đã nghĩ ra cách nấu chín thịt, cá bằng tấm thép trên tàu. Phương pháp chế biến kiểu này sau đó lan truyền đến nhiều nơi trên thế giới như châu Mỹ, châu Phi, châu Á. Vào đầu thế kỷ 20, một đầu bếp Mỹ gốc Nhật đã cải tiến hoàn thiện phương pháp chế biến món ăn đặc biệt đó để trở thành Thabayaki đặc trưng cho nghệ thuật ẩm thực của Nhật Bản. Thabayaki xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1945 tại nhà hàng Miniso ở Nhật. Sau hơn 7 thập kỷ, nghệ thuật ẩm thực Thabayaki không chỉ phổ biến trong nước mà còn hiện diện và làm mưa làm gió ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ và Việt Nam.
Cuối cùng thì đây là cái dĩa đồ ăn của Ngọc Lan đây. Thì không biết làm sao mà ăn hết. Nào là vừa có cơm, vừa có mì, vừa có tôm, vừa có scallop, vừa có thịt bò filet mignon, chưa kể là rau củ. Cái này chắc là phải ăn ba bữa mới hết. Cái cách của mà họ làm thì nãy giờ quý vị đã thấy rồi, rất là nghệ sĩ, phải nói là như vậy, y như làm xiếc như vậy đó. Mà trước khi mà cái người đầu bếp đó đi còn nói cái chữ là cảm ơn, ông học được cái biết là mình là Vietnamese cho nên nói là cảm ơn. Thì bây giờ thì bắt đầu là ăn thử coi cái món này nó ngon như thế nào nha. Bây giờ mình thử cái scallop trước nha. Nó ngon hơn mình tưởng. Mặc dù á là trong lúc nấu người ta mới cho cái gia vị vô, nhưng mà nó giống như là cái gia vị đó nó làm sao nó có thể nó, mình cảm giác là nó thấm được ở trong cái miếng scallop. Cho nên là nó không có cái kiểu mình nó lạt nhắt hay là nó dai cứng như là nhiều cái mình đã ăn. Cái đó là scallop. Bây giờ đánh thử là mặt tôm. Để xem. Mình nghĩ đây á, cái tôm nó rất là tươi. Tại vì á nó không có cái mùi của những cái loại tôm mà đông lạnh lâu ngày, cho nên cái thịt nó vẫn rất là ngọt, nó dai, nó ngọt. Cái gia vị họ rắc lên ở ngoài á, là nó vừa đủ, nó không có cảm giác là cái gia vị nó thấm lâu quá thì nó làm cho người ta đôi khi nó là ngấy và nó mất đi cái vị ngọt của tôm hay là cái mùi của thịt tôm. Vậy thì nhìn chung á, tổng quát đối với một cái món ăn mà thực hiện ngay tại bàn như thế này thì Ngọc Lan nghĩ đó là very good.